Kính thưa quý khán giả đài truyền hình Net Việt, lúc 12 giờ ngày 26 tháng 9 năm 2015, lễ giỗ lần thứ 14 cố Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã được khu hội cựu tù nhân chính trị Bắc Cali tổ chức. Đây là cái thông lệ sau ngày cố Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã ra đi, thì đây là lần giỗ thứ bao nhiêu rồi và cái mục đích ý nghĩa của buổi giỗ này nó khác với buổi giỗ của gia đình của cố Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu như thế nào thưa anh? Kính thưa quý vị khán thính giả của Net Việt và thưa phóng viên Nghệ Lữ, thật sự khu hội của chúng tôi tổ chức hàng năm lễ giỗ cho cố Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu và hôm nay là lần giỗ thứ 14 tại hải ngoại. Với cố Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã để lại những lời nói bất hủ cho các chiến sĩ cũng như toàn dân Việt Nam, đó là đừng nghe những gì Cộng sản nói mà hãy nhìn kỹ những gì Cộng sản làm. Và cái việc tổ chức lễ giỗ của cố Tổng thống ở tại khu hội của chúng tôi nhằm mục đích cho các thế hệ trẻ hiểu về cái giá trị của lịch sử của Việt Nam và dân tộc của Việt Nam của chúng ta. Mặc dù ở cái năm 1975 chúng ta không phải thua, nhưng chúng ta bị ép buộc bị thua. Còn đối với gia đình của bà Nguyễn Văn Thiệu và các con cái cũng có tổ chức riêng tư ở tại gia đình, nhưng cái đó là phần của gia đình. Còn vấn đề đây là giỗ tưởng niệm cố Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu là để nhắc nhở cho toàn dân Việt Nam nhớ đến người lãnh đạo quốc gia của Việt Nam Cộng Hòa. Vì vấn đề áp lực của thế lực của nước mạnh, vì quyền lợi quốc gia của một nước mạnh, cho nên Việt Nam đã rơi vào tay của Cộng sản. Cái sự lãnh đạo của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, chúng tôi thấy rằng cái sự liêm khiết của chính quyền đệ nhị Cộng Hòa nó không có quá quắt, mà nó không có cái kiểu mà gian ác mà bóc lột như chế độ Cộng sản hiện nay đang tại ở Việt Nam. Thì nếu nói một điều gì đó, nói với Cộng sản về cái sự chụp mũ, vu khống một cách vô lý về cái việc mà lấy 19 tấn vàng ra khỏi ngân khố của Cố Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, thì ông sẽ nói gì với lại chính quyền Cộng sản Việt Nam ngày hôm nay? Thì cái vấn đề đó, khi mà chính quyền họ tiến chiếm được miền Nam, họ cướp được miền Nam, thì của cải cũng như tài sản của dân cũng như của chính quyền cũ thì họ có quyền họ lấy, họ cướp mà. Còn đối với Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu ra đi, người ta đồn rằng ông đem đi hàng bao nhiêu tấn vàng. Rốt cuộc lấy, chúng tôi gặp bà Thiệu cũng sống một cái cuộc đời đơn giản, đâu có gì giàu có, giàu sang như tất cả những người khác đâu. Trong cái thời gian phục vụ xây dựng nông thôn, trực tiếp đối đầu những cán bộ nằm vùng, và trong cái giai đoạn khốc liệt của nền đệ nhị Cộng Hòa mà cố Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đó là người lãnh đạo, thì nghĩ về cố Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, nghĩ về những người bạn từng đơn vị là xây dựng nông thôn với chị đó, chị sẽ nói điều gì? Tốt nghiệp cái khóa 366 của Trung tâm Huấn luyện Chí Linh Vũng Tàu, thì khi tôi về đơn vị thì rất là khâm khổ, rất là nghĩa là 24 giờ đều đối diện với lại Cộng sản, cái chết trong tay, nhưng mà rất là cố gắng, rất là kiên trì để mà chịu đựng, mà cho nó cho đến đưa đến cái phong trào của xây dựng thôn mà áp đời mới đó, cho nó thành là phú cường và thịnh vượng cho nông thôn Việt Nam. Lúc đó là cái thời Việt Nam Cộng Hòa, Tổng thống Thiệu lúc nào cũng vẫn gọi là sát cánh với lại Trung tâm Chí Linh để mà đưa cho chúng tôi có những cái điều kiện
để mà thuận tiện để mà về nông thôn được hoàn thành cái nhiệm vụ của mình. Điều đó là tôi rất là nhớ ơn Tổng thống Thiệu. Thường thường Tổng thống Thiệu về Vũng Tàu thường hay ghé Trung tâm Chí Linh để mà tham vấn với lại Trung tâm Chí Linh. Thì tất cả những cái gì ở trên vùng 1, vùng 2, vùng 3, vùng 4 đều có những cái khóa hội thảo về Chí Linh để mà đưa những cái nguồn tin ở trên xuống để Chí Linh thi hành. Những cái chuyện đó là cái chuyện rất là khuyến khích cho cái ngành áo đen chúng tôi. Cho nên tới giờ phút này tôi vẫn còn nhớ đến Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Ông rất có nhiều kỷ niệm với Chí Linh. Thường về Tổng thống Thiệu về là về Chí Linh yểm trợ cho xây dựng thôn. Rước di ảnh của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Nguyễn Văn Thiệu, quý di hữu, chào tay, chào. Quý di hữu, chào tay, chào. Và sau đó là nghi thức chào cờ khai mạc. Các nhân sĩ đã thắp hương trước bàn thờ để tưởng niệm cụ tổng thống. Trần Nam, xin mời. Quý vị đã không khách tham dự đã lần lượt phát biểu với tổ chức xã hội cũng như gia đình, nhưng quý vị đã dành thời gian quý báu đến tham dự buổi lễ tưởng niệm cố tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, người lãnh đạo quốc gia Việt Nam Cộng Hòa, trong thời gian và bối cảnh vô cùng khó khăn, phức tạp. Và cũng trong cái địa vị Cộng Hòa mà vấn đề là tác chiến rất là hào hùng, rất là khốc liệt. Các anh em đã đấu tranh rất khốc liệt, kiên cường. Thành ra các anh em mới thấy rằng vấn đề các anh em giữ được trọn vẹn biên cương, lãnh hải. Và năm 1972, những cái chuyện hào hùng của tái chiếm cổ thành Quảng Trị tháng Giêng năm 1974, hải quân của chúng ta đã đánh sập, đánh chìm hai chiến hạm của Trung Quốc. Và thế giới báo chí cũng xác nhận rằng ba đô đốc Trung Cộng đã theo hai cái tài chiến đó mà nằm dưới đáy biển. Và tôi nghĩ rằng Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu sẽ vui lắm. Tại sao? Là vì lúc nào, trước đây lúc nào trong thời gian Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu lãnh đạo đất nước Việt Nam, chính Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã nói rằng lúc nào có một lưỡi gươm Damocles treo ở trên đầu Tổng thống. Và hôm nay tôi xin trình bày với quý vị một vài điều để giải cái mối hận của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Thứ nhất là tôi nói về cuộc chiến tranh Việt Nam. Thứ hai, tôi nói về cuộc hành quân Lam Sơn 719. Và thứ ba, tôi nói về cuộc họp của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu và Tổng thống Nixon tại Midway tháng 6 năm 1969. Và cuối cùng có một vài điều để kết luận theo ý kiến riêng của tôi. Kính thưa quý vị, chúng tôi vô cùng hãnh diện được đại diện cho bà giám sát viên Cindy Chavez để có đôi lời gửi đến quý vị. Kính thưa quý vị, bà xin thứ nhất gửi lời chào mừng và cảm tạ khu hội của từng nhân chính trị. Và thứ hai thì bà muốn nói rằng kể từ năm 2001, tức là 14 năm sau cái biến cố quan trọng của đất nước Việt Nam và ông Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã từ chức, thì tất cả những diễn biến lịch sử của đất nước Việt Nam nhỏ bé đã để lại trong lòng của tất cả mọi người trên thế giới và nhất là người dân Việt Nam
rất là nhiều những điều sâu đậm và rất là đau khổ cho toàn dân Việt Nam. Và sau đây chúng tôi xin giới thiệu luật sư Nguyễn Thâm, nghị viên khu vực 7, đại diện cho ông Sam Licardo, thị trưởng thành phố San Jose. Kính mời luật sư Nguyễn Thâm. Kính thưa quý vị, tôi biết chúng ta rất tốn chờ rất là lâu. Tôi tới đây lúc gần 11 giờ hơn, bây giờ đã hơn 1 giờ rồi. Xin vắn tắt cho đôi lời. Ông Sam Licardo, thị trưởng San Jose, xin cứu là vì có việc rất là gấp, thành ra nhờ tôi ghé qua đây để nhân dịp lễ dỗ tức là thứ 14 của cố tổng thống, và nhân dịp cũng ghi nhận công lao 25 năm của khu hộ để làm việc. Xin mời ông chủ tịch khu hộ Mai Khuyên lên xin nhận đón nhận cái bằng tuyên dương của ông thị trưởng San Jose.